Cục Quản lý Môi trường Y tế Bộ Y tế vừa có văn bản về việc tăng cường hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trong mùa lạnh. Đối với người già và trẻ em, hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 9 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Khi ra ngoài thì nên trang bị đủ trang phục ấm che chắn. Đối với những người phải làm việc trong thời tiết lạnh nếu phải làm việc ngoài trời cần giữ ấm cơ thể và làm việc với cường độ chậm. Cần phải giữ người tay chân khô ráo, tránh ẩm ướt. Cần trang bị đồ bảo hộ đủ ấm. Đặc biệt, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng than củi, than tổ ong để đốt và sửa ấm trong phòng kính. Nếu thời tiết quá lạnh buộc phải sử dụng than thì chỉ sử dụng trong thời gian ngắn. Cần mở hé cửa để đảm bảo thông khí và chỉ sửa ấm khi mọi người còn thức.